Xin chào các bạn, hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tập vẽ một chú khỉ đang leo cây nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cái hình tròn ở đây, chúng ta vẽ thêm cái dấu cộng. Sau đó chúng ta sẽ vẽ một cái hình chữ nhật là phần thân. Chúng ta sẽ dùng những cái hình tròn và đoạn thẳng để vẽ khớp. Cách vẽ này giúp chúng ta xác định được tư thế của chú khỉ. Chúng ta vẽ tiếp tục xuống chân. Như vậy là chúng ta đã tạo được hình dáng và tư thế cơ bản của chú khỉ này. Bây giờ chúng ta bắt đầu vẽ thêm các chi tiết. Chú khỉ của chúng ta sẽ đu cành cây. Chúng ta bắt đầu vào khuôn mặt. Chúng ta vẽ khuôn mặt như thế này. Chúng ta vẽ miệng. Mắt ở vị trí này. Và đây là chỗ lỗ mũi. Tiếp đến chúng ta vẽ tai của chú khỉ. Giờ thì chúng ta bắt đầu vẽ các bộ phận của cơ thể dọc theo đường thẳng, dọc theo các đoạn thẳng mà chúng ta đã vẽ từ trước. Chúng ta vẽ bàn tay nắm ở đây. Chúng ta vẽ sang tay bên này. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ chân. Bằng cách sử dụng các cái chấm và các cái đoạn thẳng để thay cho các cái khớp để vẽ các bộ phận của cơ thể là một cách rất là hay để chúng ta xác định được rõ cái tư thế của nhân vật mà chúng ta cần vẽ. Sau khi đã vẽ xong hình dáng cơ bản của chú khỉ, chúng ta dùng tẩy để xóa đi các cái nét thừa, chỉnh lại một số nét, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vẽ lại. Sau khi vẽ lại và chỉnh sửa các cái nét cho nó hợp lý, chúng ta sẽ bắt đầu tô màu.
Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau làm quen với cách vẽ chú khỉ và tô màu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.